Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Kiều Ngọc Thái, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Lê Giang Hẳn và nhiều đại biểu Hội đồng dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri ở xã Long Hiệp, huyện Trà Cú. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, bà con cử tri đã bày tỏ niềm vui trước những thành tựu kinh tế xã hội mà tỉnh đạt được trong năm 2022 và hy vọng với các nghị quyết được Hội đồng dân tỉnh vừa thông qua sẽ đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Tại đây, nhiều cử tri xã Long Hiệp đề nghị tỉnh sớm quy hoạch, mở rộng tuyến đường nội ô, công tác chỉnh trang, mỹ quan đô thị tại thành phố Trà Vinh. Qua đó, cử tri cũng phản ánh tình trạng ô tô chở hàng quá tải, làm hư hỏng các tuyến quốc lộ, hương lộ và đề nghị các ngành chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa bảo vệ chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Về sản xuất nông nghiệp, bà con cử tri đề nghị các ngành chức năng có kế hoạch thay đổi cơ cấu mùa vụ sản xuất, hỗ trợ cho bà con nông dân các loại cây con giống có chất lượng năng suất phù hợp với điều kiện canh tác, dùng đất sản xuất, quan tâm đầu tư hệ thống thủy lợi, trạm bơm cấp nước ngọt phục vụ sản xuất, đồng thời đề nghị có biện pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp để giúp cho nông dân có mức chi phí đầu tư cho sản xuất nông nghiệp có lợi nhuận. Về an sinh xã hội, bà con cử tri đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ các chính sách đối với các đối tượng cán bộ ấp khóm, chính sách nhà ở, đất ở đối với hộ dân tộc nghèo, vùng đặc biệt khó khăn để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt Ủy ban dân tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Giang Hẳn yêu cầu các sở ngành và Ủy ban dân huyện Trà Cú nghiên cứu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để có biện pháp giải quyết phù hợp, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, ông Kim Ngọc Thái, Phó Tư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước để thực hiện thắng lợi các nghị quyết vừa được Hội đồng dân tỉnh thông qua.